công việc chỗ khác thì bây giờ mà mình quay về mình chỉ việc đổi kim ở đây thôi. Nãy giờ mình chưa hề đả động gì, vì con bò là mình cột cái cố định nên cái đầu nó không thể chạy đâu được, nhưng chứ được. Và kim mình đã mài rồi, mình đã tạo cái gờ ma sát ở đó rồi cho nên không thể tuột được nữa. Cho nên là mình phải thắng một chút là nhiều này. Đây, ta quay lại chúng ta thấy đúng không? Kim nãy giờ chưa hề tuột ra. Cho nên bây giờ mình sẽ làm thao tác. Bây giờ mình sẽ cố định thêm một con bò nữa, mình sẽ lấy ven cho mọi người thấy ha. Rồi mình sẽ đâm ven con này một cho mọi người thấy tiếp tục nhé. Đây, ra mình sẽ cố định nha, cái vòng nha, mọi người nhớ nha, nhỏ thôi ha, nhỏ thôi, cũng hơi to. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây cho mọi người nhìn thấy. Này, chúng ta khóa lại nha, khóa, kéo mạnh lên là khóa nha. Khóa đơn giản như vậy thôi, không cần phải buộc đâu, mình xoắn một vòng được. Khoảng hở như vậy là không được nhá, khoảng hở như vậy thì con bò sẽ ngay lập tức gãy. Thì chúng ta mà muốn khóa cho dễ thì đơn giản lắm, chúng ta sử dụng cái phương pháp còng cọc này. Đó, mình sẽ làm cho mọi người thấy phương pháp còng cọc này, móc thêm một vòng nữa này để cho mình sẽ tạo cho một cái thế ha, để tất cả mọi người đều có, cả phụ nữ cũng thể làm được nha. Mình kéo nó mà kéo quá không nổi thì mình sẽ cầm này, mình vòng đấy, mình tạo ra góc cọc đấy. Đó, tạo ra mình kéo rất nhẹ. Rồi, khóa nha, khóa này. Khóa này nhá. Đấy. Rồi tiếp tục mà. Rồi vào đây nha. Dịch đi, nhìn lên. Dịch lên. Đấy, bây giờ chúng ta mới buộc à. Đấy. Thì như vậy thì con đầu con bò là nó sẽ ấy. Này, mình mọi người nhìn thấy này, ven này. Ven này khá là nhỏ nhá. Thì nãy mình xin nát mình cũng xem lấy ven cho mọi người thấy là con ven bò rất là nhỏ. Rất nhỏ luôn này. Nhỏ. Mình sẽ lấy ven cho mọi người thấy rồi cũng sẽ lấy được nhá. Đây. Này nha, mọi người ạ, coi như dịch truyền mình hết rồi ha, gần hết rồi ha. Mình sẽ rút ra, mình sẽ đâm lại cho mọi người nhìn ha. Đây. Mình sẽ rút ra này. Rồi ok. Đây là cái cồn ha, tại vì bình thường thì mình không có dùng như này đâu. Nhưng mà do mình rút ra rút vào để mình hướng dẫn cho mọi người thấy thì mình sẽ sát trùng này kim. Cho nó sạch sẽ chút thì mình sẽ lấy cái này cho mọi người thấy ha. Đây, bây giờ mình sẽ giờ nha, các bạn người thấy ha. Ok, mình sẽ lấy ven cho bạn em thấy hết sức đơn giản này nha. Đầu tiên là chúng ta phải cảm nhận cái ven này, cảm nhận ven này. Đây là cuống họng này, đây là xương cổ này nhá. Xương cổ thì ven sẽ phải nằm ở giữa chứ không chạy đâu được. Rồi đây này, mình rờ quen, mình cảm nhận, mình cố gắng mình cảm nhận. Cho dù mình có bịt mắt hay không bịt mắt, mình vẫn cảm nhận cái tay của mình. Mình dùng cái tay này mình chẹn để cho ven nó nổi lên ha. Cho ven nó nổi lên. Sau đó tiếp theo thì đơn giản, cái tiếp theo thì chúng ta chỉ việc đâm kim là được. Chúng ta rờ ven nhé, chúng ta có thể cảm nhận được là ven đang chặt hay đang căng cứng nhé. Chúng ta rờ ven nhé. Đảm bảo với các bạn một câu là 100% một cái ven này đã vô rồi. Mình rờ được, mình có thể rờ, mình có thể cảm nhận được. Không chỉ là mình đang bịt mắt, không chỉ là khi mình mở mắt nhá. Thì bây giờ mình sẽ mở ra mình kiểm tra lại nó đúng không nhá. Rồi ok. Này, mình kiểm tra này. Rồi ok, thấy chưa? Mọi người thấy máu không? Máu ra chưa? Này, thấy chưa? Nha. Đấy, giờ mình sẽ xả hết cái máu đi nhá. Mình xả hết cái máu đi. Đấy. Đấy, thấy không? Mọi người thấy tốc độ chạy rất nhanh không? Rất khủng khiếp không? Đấy, mọi người thấy tốc độ chạy rất nhanh không? Rồi bây giờ mình sẽ để dành này chút ha. Mình sẽ để dành chút. Rồi, bây giờ mình sẽ pin ra, mình lấy con ven nó khác nha. Mình sẽ lấy ven nó khác cho mọi người thấy ha. Thank you.
trên. Tất cả mọi con đều có thể lấy được chứ không phải là do con này đâu nhé. Mình cột ngẫu nhiên con bò vào đó. Mình sẽ đổ một chai dịch truyền khác nhé. Mình sẽ truyền cho con này thì nó bình thường thôi. Mình khuyên cáo tất cả mọi người nha, đừng rút kim ra nha, đừng cứ làm thao tác mà rút cái kim này ra, sau đó đâm vào cái này để máu chảy ra, chúng ta làm như vậy là không tốt nhé, không hề vệ sinh một chút nào. Đây, cứ để kim như vậy. Mọi người chúng ta thấy rằng là khi chúng ta đi bệnh viện á thì các cô y tá hoặc là các bác sĩ nói người ta lấy ven cho người á, người ta không hề rút cái kim này ra, thì mình cũng đừng rút ra làm gì nhá, khuyến cáo tất cả mọi người như vậy. Nó không liên quan đến việc lấy ven dễ hay ven khó bởi cái rút cái này kim này ra nhé, mà chúng ta làm như vậy rất vệ sinh. Đôi khi con bò nó khỏe chúng ta truyền xong nó mang con bò ốm luôn nhá. Tuyệt đối đừng có rút kim này ra làm gì, mình không bao giờ mình khuyến cáo. Các bạn có thấy một cái bác sĩ nào vào hay một cô y tá mới vào nghề nào mà lấy ven cho người mà dùng cái kim này đâm vô rồi bắt đầu mấy cái này sau khi đâm để cái máu chảy ra bắt đầu nhét vô không? Không hề có đâu nhá, cho nên chúng ta cũng đừng làm như vậy làm gì. À, như vậy rất là mất vệ sinh. Không hề liên quan đến vấn đề là dễ lấy ven hơn đâu nhé, không hề liên quan một chút nào cả. Bây giờ, cái này mình mà lười thấy mọi người nên lấy con côn nhé, lấy con côn để cố định con bò. Nội đột đập con bò vào. Được. Đây nhá, này nhá. Rồi mình sẽ làm cho mọi người thấy ha. Đâm nó phải đâm dứt khoát nha. Đây, mắt mình đang nhắm rồi nha, đang che đi, nhưng mà mình cảm nhận là khi mình đã đâm lật ra ngoài, mình rờ đây, mình rờ ngón tay mình có thể rờ thấy này, đang đâm lật ra ngoài, tại vì mình bịt mắt mà, mình phóng kim sẽ không chuẩn như cái kia. Nhưng mà để cho mọi người thấy rằng là mình có thể cảm nhận được cái ven mình rờ kim này. Thế là sát vào đây để nhìn thấy rõ này, quay góc ra nhìn thấy rõ này. Mình rờ kim mà thấy rõ rằng là kim đang chặt ven này. Cái ven đang ở đây mà kim nằm đây mà chúng ta rờ này, mình dùng ngón tay để mình rờ, mình cảm nhận thấy rằng là ven đang kim đang nằm bên ngoài rồi nhá. Rồi mình sẽ rút nhất kim ra chút. Mình đang nhắm mắt nha. Và mình biết là mình cảm nhận là ven ấy cái kim tuột ở trong vòng cái lòng mạch máu rồi. Thì bây giờ mình sẽ mở mắt ra và mình kiểm tra coi đã chính xác hay chưa nha. Máu có đông dày chưa nha. Rồi, đây mọi người thấy nha. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Này, máu ào ào đỏ tươi luôn này nha. Chúng ta muốn biết ven vô hay chưa thì chúng ta bóp này nha. Tay bóp, quay nhìn cái tay bóp nha cho ông coi này. Nhìn này. Này, ta dùng cái tay này bóp cái dây này nha. Bóp thấy không? Mọi người thấy không? Bóp là máu đỏ tươi ra này. Đỏ đậm luôn này. Đấy. Mọi người thấy chưa? Máu đã ra rồi nhá. À. Máu ra như vậy chắc là mình truyền chứ phải vô rồi, chứ không thể nào mà không vô được. Đấy là điều hết sức vô lý. Nha. Thấy không? Truyền bò là rất đơn giản. Mình khuyến cáo mọi các bà con chăn nuôi
chúng ta cố gắng nên học cái kỹ thuật chuyển nhé, cái xuất phân rẻ thì giúp cho chủ động trong việc can thiệp thuốc vô con bò, chủ động hơn, không phải đợi các em thu y quá lâu quá thời gian. Đặc biệt trong đêm hôm mình cần cấp cứu con bò thì ai sẽ người cấp cứu con bò? Bản thân mình muốn chia sẻ những cái này để hướng dẫn tất cả mọi người, mọi bà con cô bác cố gắng, mỗi người chúng ta hãy là phấn đấu để trở thành một bác sĩ thú y tại gia. Chúng ta có thể dùng những biện pháp đơn giản để truyền bò chất bò thôi. Thuốc hiện nay thì rất là nhiều rồi. Cái này như vậy thôi nhé, chứ mình cũng không có truyền nó làm gì ha. Mình không có truyền nó làm gì thì mình cho mọi người thấy như vậy thôi ha. Chạy thuốc thôi được rồi, nở rồi thì mình cho nó một chạy thuốc lên. Thử hơn thiếu mà. Đấy. Mọi người thấy nha, nước vô nha, sữa vô nha. Nè. À, mọi người thấy không? Nước vô ào ào. Đối với tất cả dòng thuốc bổ nha, thì chúng ta vô thuốc bổ thì chúng ta mở hết hết khóa luôn nhá, mở hết khóa luôn. Đây, con bò này. Rồi, gỡ cổ con bò kia ra chắn nha. Rồi, ok. Thôi video đây là kết thúc nha. Tôi thật cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người buổi sáng tốt lành. Đây, đây, mọi người thấy ạ. Đây, được. Dịch truyền đang chạy ào ào luôn nhá. Đây, dịch truyền đang chạy ào ào luôn. Yeah. Đây, ven nhá, không hề có dấu hiệu sưng ven gì nhá. Rồi, ok.